Mời bạn nam. Rồi, xin mời em. Mời đi em trai. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bây giờ thì cặp đôi đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau mà nói lớn lên để cho đối phương cùng nghe ha. Mời em trai. Thưa anh Quyền Linh, Thụy Nam Thư. Dạ. Thưa bạn gái bên kia, thưa quý khán giả trong trường quay. Tôi tên là Lê Viết Tám, công tác tại phòng hậu cần Lữ đoàn Thông tin 23 quân khu 7. Năm nay 33 tuổi. Đơn vị đóng quân thì tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ thì ở Đồng Nai. Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư. Và chào anh trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thi, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Ninh Thuận. Em hiện đang là giáo viên mầm non, công tác ở quận Tân Phú. Thi, 25 tuổi, làm giáo viên mầm non, hiện tại đang làm ở Tân Phú, quê ở Ninh Thuận. Bộ đội mà lấy giáo viên thì gia đình hạnh phúc sướng như tiên. Rồi. Được. Bây giờ nè, Tám chia sẻ chút xíu, không nhiều người lấy tên khác mà mình lại lấy tên số vậy hả Tám hả? Thế thì gia đình em ấy thì có 9 anh chị em cơ. Những người mà bố sinh sau thì bố mẹ rối qua chẳng đặt tên được nữa, thì 789. Có thể kể một số tên từ 1 tới 8 gia đình em ơi. Chị cả nhà em tên là Dung, Dinh, Dung, Rùng, Dinh. Rùng, Rùng, Tốt, Tốt, Dũng, Dũng, Sĩ, Tỷ, anh chị đó. À, anh trai em ấy, 7, 8, 8 là em, còn một em trai tên 9 nữa. Trời. Ủa sao mấy người đầu tên Rung Rinh Rủng Rỉnh gì kìa? Sao lạ vậy? Dung Dinh Dũng Tốt. À, Rung Rinh Rủng Tốt. Dũng Sĩ. 789. 8 tên 8 bởi vì 8 thứ 8. Mời bạn gái cho bên đàn trai biết được cái ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, ưu điểm của em là tại vì em làm giáo viên mầm non cho nên những thứ mà gọi là làm bằng tay, đồ handmade á, là em làm rất là giỏi. Còn nhược điểm của em là hay giận á. Ngày xưa á, lúc mà còn đi học đó, năm lớp 10, lúc đó cũng có đi chơi với bạn rồi đó, ba mẹ hay la giận tới nỗi mà cũng lấy đồ, cũng đòi bỏ nhà đi, nhưng mà không biết đi đâu hết, cũng về ngoại ngủ từ sáng tới chiều rồi tối xách đồ về nhà vậy thôi. Cái đó được chứ mai mốt có chồng mà giận chồng bỏ đi là mệt à. Dạ giờ em tiết chế rồi anh. À, tiết chế là nha. Rồi còn gì nữa không Thi? Em hay sợ đám đông á chị. Em sợ đám đông tới nỗi mà cái hôm đó là có rủ nhỏ bạn ở chung phòng đi chơi ở quận 1 đó. Chỗ đó đông quá, nó thì cũng biết em sợ đám đông mà. Thì em thì đi sâu, đi sợ lạc nữa, xong nắm tay em, trời tới nỗi mà gọi là cái cảm giác mà còn hơn cả bạn trai mà nắm tay nữa đó chị. Về nhà cũng kể cho nó nghe vậy đó. Không thấy nó nói gì hết. Mấy ngày sau cái nó báo tin là nó sắp chuyển phòng luôn rồi. Nó tưởng là mình bị lét hay sao á, tại lâu rồi cũng thấy mình thương ai hết. Còn bạn em ai cũng tưởng là em bị lét hết. Cái câu chuyện sợ đám đông nó lái qua cái câu chuyện bị lét. Nhưng mà cái cảm giác mà lúc mà bạn gái nắm tay em là em cảm giác làm sao? Tim em đập nhanh, nói chung là y như là mình... Là đập nhanh vì cái tay bạn gái nắm hay là đập nhanh vì lúc đó mình sợ đám đông? Dạ không, đập nhanh vì tay bạn gái nắm chị. Lúc đó là mình hết sợ luôn rồi. Ê cha, hơi bị nhạy cảm ha. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Minh Thi ha. Rồi Tám ơi, ưu điểm và khuyết điểm của Tám như thế nào hả Tám? Tám thì mạnh mẽ, bản lĩnh, cũng linh hoạt. Có khuyết điểm gì không Tám? Khuyết điểm của Tám ấy thì nhiều khi mình không để ý đến cái người đối diện, nếu mình hài nhiều khi làm cho người ta không để ý, người ta giận. Mình hài hước tốt cũng đâu có gì đâu mà khuyết điểm. Thì nhiều khi trong cái chuyện hài hước, ví dụ như em thấy người bạn ấy đang chân đang đi lạc lạc, hỏi mày sao ấy, bảo thăm mới bị té xe. Thế mà em hỏi cái xe có việc gì không mày. Có người vui thì người ta cười phá lên, nhưng mà có người mà thằng này quan tâm hơn cái xe hơn là con người. Nó đúng á. Nó tùy trường hợp mình hài hước. Tám kể sơ sơ cái con đường tình của Tám cho Thi nghe đi. Em ấy thì có ba mối tình. Mối tình đầu tiên ấy thì là cái thời mà đang học phổ thông ấy, đang ngây thơ và trong trắng. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai dài không? Mấy tháng thôi ạ. Có cái mối tình sau cùng thì cách đây khoảng 2 năm thì cũng hơi sâu đậm, khoảng được hơn 1 năm. Em tìm hiểu kỹ thì cái mối quan hệ của bên bố mẹ của cô gái ấy thì hơi phức tạp, mà em thì bộ đội ấy, thành ra là em tự rút lui. Đó là cái con đường tình của anh Tám bên đây đó. Còn bên kia thì sao? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm em học lớp 10. Năm đó là mới chơi audition đó.
cái yêu xa. Xong rồi anh đó thì ở ngoài Nha Trang, lâu lâu thì cũng có vô thăm em, mà không biết tại sao nó nói chung là cắt trở hay sao không biết. Anh đó thì bị mất điện thoại, xong rồi không có làm sim cũ lại mà làm sim mới. Còn em thì tự nhiên lúc đó đã đổi số luôn, rồi không liên lạc nữa. Thì mới lớp 10 mà yêu nhau rồi. Mới lớn mà anh. Mới lớn yêu sớm vậy trời. Một bên mất điện thoại, một bên đổi điện thoại. Dạ. Rồi mất liên lạc luôn. Dạ, là chấm dứt luôn đó chị. Bên kia không nhớ số điện thoại của em, em cũng không nhớ số điện thoại của bạn kia. Dạ, em có nhớ số nhưng mà bạn đó mua điện thoại mới là bạn nó không có dùng số cũ nữa. À. Với tình thứ hai là lúc em học xong 12, em quen anh đó cũng gần 2 năm á, đang bình thường như vậy thôi. Không biết sao, hôm đó là em thi năm đầu tiên á. Là đi thi đại học. Dạ dạ. Lúc mà đi thi thì vẫn gọi hỏi thăm thi sao hay là môn đó ngày hôm đó thi như thế nào thì vẫn nói chuyện bình thường. Ảnh thì vô sau em thi xong em về. Tới lúc ảnh vô em cũng có gọi điện. Cái ngày đầu tiên là ảnh thi xong rồi em gọi thì anh vẫn bắt máy, nhưng mà từ ngày thứ hai trở đi là gọi không nghe điện thoại nữa. Y như là không còn liên lạc gì nữa luôn á. Em gọi cũng không nghe máy mà nhắn tin cũng không trả lời, rồi gặp thì cũng không chịu mà đang bình thường nhưng không biết sao luôn. Hai mối tình của em nó hơi phức tạp quá. Để tôi qua tôi coi đàn gái tôi hỏi coi như thế nào. Em muốn tìm một nửa yêu thương của em như thế nào? Em thì lùn cho nên em muốn kiếm bạn trai thì cao hơn xí, tầm mấy, trên 1m65, chắc cũng khoảng gần đó. Đạt rồi, em được khoảng 85% rồi. Không có đen lắm. Bộ đội mà da không đen không được đâu. Đen một chút thôi cũng không đen lắm đâu. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, diễn viên Bình An. Bình An hả? À, bên đây bình được không? Em thích người đàn ông thế nào? Dạ, chững chạc. Tại vì tính em hay giận, với lại 25 tuổi thôi. Nhưng mà tại suốt ngày tiếp xúc với con nít cho nên tính hơi con nít xí. Yên tâm đi, bộ đội chững chạc lắm. À, cho nên ảnh cố gắng chịu đựng. Chịu nổi ông Tám, hay giận lắm. À, chắc chịu được. Chịu được đúng không? Vâng. Chú bộ đội này rất là dễ thương. Với lại anh đừng có gia trưởng, em sợ. Bộ đội không có gia trưởng đâu. Em không thích đàn ông gia trưởng, em không thích gì nữa. Dạ, không thích để râu nhiều, râu lúc nào cũng phải cạo đi. Bộ đội thấy có ai để râu không? Không, thì đang hỏi gu của em mà. Gu của em hả? Ừ. Rủ người ta có râu về nhà ta. Thì em cạo giùm cho. Tao khoái râu thì sao? Không, tại vì nhiều người để râu quay nón, nhìn nó sồ sề quá. Sồ sề sao? Coi chỉ với râu là hay lắm á em. Có thích tóc tai? Dạ, không hói. Thôi đừng có nhắc cái chữ hói đi, tôi thích chữ hói rồi. Rồi gì nữa bé? Hơi cao tí thôi anh. Hơi cao chút xíu. Em có ghen không? Dạ, ngày trước thì có, còn bây giờ thì chắc ảnh mà làm bên này chắc bộ đội ghen cũng có được đâu em ơi. Suốt ngày ở trong quân đội không à, đâu đi làm gì đâu mà ghen. Thì đó, đàn gái qua coi mắt chàng trung quý của tôi đi. Chào anh Tám. Rạm nắng chắc chắn lắm mà. À, cái mẫu người lý tưởng mà anh Tám mong muốn là gì? Về ngoại hình Tám thì muốn cô gái đó thì dễ nhìn một chút, còn về tính cách thì đặt nặng về